Hello, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Hoàng Hương. Dạ, ngày hôm nay thì cửa hàng VDM xin giới thiệu ra mắt cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc về hàng bãi nội địa Nhật của cửa hàng VDM. Thì trước mắt bắt đây thì em xin giới thiệu ra mắt cho tất cả các bác một dòng máy hút ẩm Hitachi có model là JD2030CH. Thì trước mắt bắt đây thì con này thì em sẽ giới thiệu về cái ngoại thất và cái chi tiết của máy để cho các bác được hiểu sâu hơn về cái tính năng của máy. Thì cái dòng máy Hitachi này thì nó hút rất là nhanh và rất là khỏe. Về dòng này nó chạy bằng lốc và đặc biệt thì con này nó sử dụng cho bác là hút ở gian phòng các bác từ 60 mét vuông trở lên để các bác sử dụng. Thì dòng máy này nó khá là lớn và rất là khỏe. Và nó sử dụng điện của nó là điện 220, điện 200V. Thì với cái mặt của máy là mặt màu xanh kết hợp và vào tông màu trắng rất là đẹp. Và phím của nó là phím mềm ở phía trước. Và đặc biệt thì con này nó có lưới tản gió ở phía trước cho các bác rất là đẹp ở phần trước. Và có phía trong của máy là có một khay của bình. Bình chứa nước khi mà các bác hút thì nước nó sẽ lưu động vào trong cái bình chứa nước này. Với cái bình này thì dạng bình to, máy lớn thì nó dao động được 10 lít nước các bác nhá. Với cái bình này thì với cái chất lượng tôn của máy thì khá là đẹp, nó cũng không có rỉ, cũng không han mòn, cũng không không bị mọt, nên là các bác yên tâm về cái chất lượng mà cửa hàng mình đang chào bán. Thì với phần ngoài của máy là hoàn toàn bằng sắt thì nó rất là bền, và đặc biệt thì em sẽ cho các bác về cái thông số ở phía sau để các bác xem. Thì với cái máy này thì nó sử dụng cho bác là những phím ở phía trước là những phím mềm, các bác sử dụng các phía trước có đòn đèn quắc để các bác sử dụng rất là dễ. Thì con này thì dòng máy này là dòng máy xuất Âu, nó sản xuất tại Made in Japan, nên các bác yên tâm về hàng này là bao cho bác là bao về bao zin và bao cho bác là bao xịn, về cái chất lượng luôn luôn là hàng đầu của các hàng bên em. Thì với phía sau của nó của máy là máy Hitachi có dòng điện là điện 220V và công suất của nó là 480W, công suất tối đa của nó là 840W và nó nặng 28 kg và nó sản xuất tại Made in Japan của Nhật. Đây các bác này, đấy, Made in Japan của Nhật. Đấy, rất là cùng. Hàng này là hàng xuất Âu nên là nó hàng zin của máy. Và đây là sơ đồ của máy nó hoạt động. Và model của máy là JD2030CH. Đấy, đây là model của máy. Và phía sau thì nó có cái lưới tản nhiệt ở phía sau để nó làm lốc. Khi nó sử dụng chạy một lốc thì nó sẽ ra nhiệt, thì nó sẽ tản nhiệt và thông gió ở phía sau. Đây là máy chạy rất là khỏe. Về cái thùng vách bên ngoài thì cũng khá là đẹp. Nói chung về hàng bãi như thế này là em đã đạt hàng của bên em đã đạt được 90% về cái độ đẹp, về cái chất lượng. Thì bên em sẽ đánh giá cho bác một cách khách quan một chút về cái sản phẩm mà bên em chào bán. Thì con này chiều cao của nó tầm 80 phân, nó cũng tầm 80 phân các bác nhá, tầm 1 mét. Để các bác sử dụng cái dòng này thì gian phòng các bác phải rộng, hoặc là các bác làm ở trong các phòng khách, hoặc là những phòng các bác làm phòng mạch, hoặc là các bác làm những văn phòng lớn để các bác sử dụng rất là hiệu quả. Thì với cái con máy này thì nó sử dụng đã dòng điện 220 thì bên em đã bao cho bác là bao về chất lượng và chuẩn. Và bây giờ thì về cái chi tiết của máy thì em sẽ có cái sơ đồ để cho bác sử dụng. Khi mà các bác sử dụng con này thì nó có các phím phía trước để cho bác sử dụng phím mềm. Trước tiên là phím start bắt đầu và tắt thì nó sẽ sử dụng chung cho một phím. Bây giờ em sẽ test luôn thử luôn cho bác xem. Nếu các bác nào mà quan tâm mà muốn sử dụng cái dòng này thì liên hệ sớm qua bên em để có hàng. Thì hiện tại bây giờ con này em đang chào bán cho tất cả các bác trên toàn quốc với giá rất là tốt, với giá là 3.300.000 đồng, giá rất là tốt để cho các bác sử dụng. Trong thời tiết ở khu vực các bác đang mưa ẩm rất là cao thì các bác sử dụng rất là tốt và rất là hiệu quả. Con này thì nếu mà các bác sấy quần áo thì các bác sử dụng chế độ sấy, hoặc là chế độ các bác sử dụng chế độ hút ẩm thì nó sẽ hút rất là khỏe. Gia đình các bác thì phòng nhà các bác thì không bị ướt, không bị nồm, cũng không bị
không bị ra mồ hôi nên là rất an toàn, không bị nấm mốc, rất là tốt. Thì với cái tính năng của nó máy thì rất là hiệu quả rồi, ok rồi. Thì bây giờ em sẽ test thử luôn cho bác xem. Nếu bác nào mà quan tâm thì liên hệ sớm qua cửa hàng video để mua theo số điện thoại của em Hoàng 0909 999 083. Rồi các bác sử dụng bằng phím bắt đầu. Đấy. Các bác bấm bắt đầu thì phím nó sẽ hiển thị màu xanh, đèn quắc nó sẽ hiển thị màu xanh. Các bác sử dụng phím modem để các bác điều chỉnh các chế độ sấy. Đây là chế độ của nó, là chế độ sấy và chế độ luôn luôn. Đây là chế độ auto, là chế độ tự động, còn đây là chế độ luôn luôn, và đây là chế độ quạt nó sử dụng. Thì các bác sử dụng ở các cái chế độ khác nhau. Thì với cái sản phẩm này thì nó đưa cho bác là lượng gió rất là vỉa luôn. Em đã cũng để cái một chút cái phần bóng ở phía trước đây để cho bác xem, vì cái lượng gió là nó rất là vỉa. Đấy, máy các bác nghe tiếng máy chạy cũng rất là êm. Nói chung về hàng bãi như thế này là quá là xuất sắc rồi. Và với lại những con máy nó công suất lớn như thế này mà nó chạy như thế này là cũng đã là quá ok rồi và quá chuẩn rồi. Với sản phẩm này thì giá cũng rất là tốt rồi. Thì bác nào mà quan tâm thì sớm liên lạc với số điện thoại của em Hoàng 0909 999 083 để em giao hàng cho tất cả bác trên mọi miền Tổ quốc. Và đây là những chế độ bác chế độ để bác sử dụng sấy và luôn luôn rất là hiệu quả. Thì các bác nào mà mua của cửa hàng bên em thì bên em sẽ cho các bác cái sơ đồ này qua Zalo để cho các bác theo cái Zalo các bác chỉ dẫn, các bác điều chỉnh theo cái tính năng của máy và các bác sẽ thuần phục được cái con máy này. Có những bác nào mà đã sử dụng cái dòng máy này rồi các bác cũng đã biết rồi, và những bác nào mà chưa sử dụng thì các bác vào trong video các bác sẽ xem và tìm hiểu là các bác sẽ sử dụng được cái dòng máy Hitachi và dòng máy hút ẩm công suất lớn này. Thì con này nó chạy rất là êm, nó chạy có lốc và một cánh quạt lăn này lưu ở trong đấy thì nó chạy rất là êm nên là rất là khỏe. Thì khi mà nước mà nó tích tụ ở trên máy nó hút được thì nó sẽ dư thừa, nó sẽ tích tụ ở trong cái bình này các bác nhá. Cái bình này thì cái bình này thì các bác lấy ra, các bác khi các bác dùng xong các bác đổ đi là được. Đấy. Đây em cũng hút đẫm về ra nước đây các bác này. Đấy, ra nước đây các bác. Đấy. Cái máy này nó hút rất là nhanh các bác nhá. Hút rất là nhanh. Thì với cái máy này khi mà các bác lôi ra thì nó sẽ có con cảm biến ở đây, có con cảm biến nó cái lẫy này nó sẽ tự động nó sẽ tắt máy và nó sẽ điều chỉnh cho máy. Thì khi mà các bác bỏ vào, các bác hút, các bác bỏ vào thế này, nó chế độ nó sẽ hút rất là nhanh luôn. Đấy, các bác đóng lại đây phần trước rất là hiệu quả. Là máy, dòng máy này là dòng máy xuất Âu nên các bác sử dụng thì rất là thích. Đấy, máy chạy rất là êm các bác nhá. Đây các bác thấy chạy rất là êm này, các bác điều chỉnh chi tiết này. Đấy, chi tiết đây là điều chỉnh cho các bác là chế độ tự động này, chế độ quạt này. Đấy, các bác thấy chưa, nó sẽ chuyển sang chế độ quạt thì nó sẽ chạy mình chế độ quạt để sấy, thì rất là hiệu quả rồi. Thì với giá là 3.800.000 xin lỗi các bác, 3.300.000 đồng, giá rất là tốt. Nếu bác nào quan tâm thì liên hệ sớm qua cửa hàng bên để mua. Và bây giờ thì cuối cái video thì em Hoàng cũng xin các bác cho em Hoàng một nút đăng ký kênh ở phía dưới để em có những cái video mới và những sản phẩm mới mà mặt hàng nhà em có thì em sẽ lên sóng cho tất cả bác trên mọi miền Tổ quốc các bác theo dõi để xem, và các bác lựa chọn được cái sản phẩm hàng bãi nội địa Nhật nào thì các bác lựa chọn. Và bên em thì cam kết cho tất cả bác là với cái sản phẩm mà bên em chào bán, bên em sẽ chịu hoàn toàn cái trách nhiệm mà bên em gửi hàng cho tất cả các bác. Và đặc biệt thì bên em có những chính sách rất là chu đáo, chính sách bảo hành và chính sách đổi trả và chính sách cho bác là tư vấn và hỗ trợ tất cả bác khi các bác sử dụng cái dòng máy của cửa hàng bên em. Tất cả những sản phẩm như máy hút ẩm, máy bếp ga, bếp từ, bếp âm, hoặc là máy massage chân, máy massage tay, hoặc là bình nóng lạnh lùn, bình nóng lạnh cao, hoặc là bình nóng quạt hơi nước, hoặc là máy giặt và điều hòa, tất cả cái dòng máy Nhật ở bên em sẽ sẵn sàng phục vụ cho tất cả bác trên toàn quốc với cái thương hiệu của cửa hàng bên em. Thì bây giờ thì cuối video thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau. Xin chào các bác.